hai cô công chúa. Bố về chưa con? Anh à, lại sớm hơn dự kiến được 30 phút anh ạ. Bàn giao cho anh xong sớm sủa, em lại ngược về Linh Bình có việc ở đấy luôn. Cũng hòm hòm rồi anh chị. Vâng, cũng chiều nay đã là cơ bản. Đẹp quá, đẹp mà. Chiều nay tôi nghe em nó mới lắp đặt xong đồ, nhưng mà báo định mai nó bận có việc, bảo tôi đến với anh vào lắp này thì nó phần nào xong mai xong. Cái này là liệu dây thì bây giờ cứ set up vào để căn chỉnh để chơi đó anh ạ. Tại vì là về cái phần mộc này của anh vẫn còn phải một số mục nữa thì mới xong được, đúng không? Thì sau thì chỉ cần tháo ra phát là luồn vào là xong nữa. Của anh này những cái phần mộc này nó vẫn chưa xong xuôi được hết, đúng không? Vẫn còn phải làm nữa. Cái gì cần trước thì mình làm trước anh ạ. Bàn ghế thì sau thì việc đặt ghế là xong. Vâng, chiều nay anh em xong xuôi hết nhỉ. Hòm hòm những cái gì cần nắp nhà thoáng mắt. Phải nốt chiều mai. Không gì mai là nhân nhập trạch. Vâng, mai là nhập trạch. Bộ phận sân vườn này cũng phải mất khá nhiều nữa anh nhỉ. Trạch thì chuyển được cái nhà cũ này ra. Vâng. Để nhà cũ đi thì mới làm các cái mục khác. Rộng quá, đất rộng. Đập hộp loa B vừa làm. Khi bản bát 40. Bát đang đủ vị trí rồi nha. Hình như là anh là có người đừng người tặng đúng không? Đấy, có người bên nước à, em trai tặng đúng không? Vâng. Anh em trời lắm. Chứ biết sao mà món đầu tư được hay anh em chịu lắm. Chẳng lấy khi anh có cái nhà mới mà to mà đẹp thế này, em ở bên nước ngoài không về được thì tặng anh bộ karaoke nhỉ? Dạ. Miền Nam à? Thế nhưng mà khi mà anh ấy chọn cái bộ này, anh có gửi hình ảnh cho anh để anh xem không? Nói chung là anh em cũng xem trước rồi. À, thế là anh cũng biết bọn em rồi đúng không? Ok, xem trước trên... Anh xem em thời gian được lâu không? Xem cũng lâu rồi. Nhưng mà cái thời gian mà mình nghiên cứu về loa là đã tìm hiểu. Dạ. Nhưng mà cái món này thằng em nó dành hơn. Vâng. Thằng em nó hay chơi hơn. Nên ba kia mới bảo thế thôi để làm luôn. Chúng em nắp nhiều trong này. Vâng. Trong này miền Trung em nắp nhiều lắm. Vâng. Thị trường âm thanh ấy, ở trong này thì em thấy khá nhiều. Vâng. Nhưng mà cái lý do gì mà anh lại chọn chúng em tận ngoài kia? À, thì biết ra là một số anh em cũng mua ở trong khu trong này. Đây chất lượng nó bình thường. Có nghĩa là chúng em sẽ đồng bộ được tất cả các thiết bị vào. Thì chỗ nào mà nó có đồng bộ đầy đủ thì mình mua thì nó... Vâng. Cái này là mình... Cái nhất mình muốn mua làm sao đấy là được luôn. Nhưng không mà mua đi mua lại đâu cuối cùng là... Đúng rồi. Cái thiết bị kia nó hay chắp ghép. Chắp ghép cái nọ cái kia vào. Em chỉ hỏi cũng hay đi đến nhà anh em đi hát. Một số anh em cũng kiểu cũng rất là dần. Tôi quên hết nơi thế này.
ôi những kỷ niệm này bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu quá gian khổ, sao dịu êm quá gian nghèo, sao cuộc đời nữa chỉ được bao. Hết những ước mơ để tuôn cuốn nhỏ, đêm dài dừng đứng nhớ. Cuộc đời cứ đây muốn làm trái để mình em đắm đây. Em biết chắc em nói rằng trọn đời yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thật thà dễ lên các cái đoạn khó dễ lên. Phong cách phục vụ của chúng em từ khâu bán hàng đến khâu lắp đặt thì anh thấy như nào? Nói chung là về cái vấn đề bây giờ thì cái việc mà anh em làm kinh doanh cái mảng này đa phần là đều cái dịch vụ là đều tốt cả, cho nên là riêng như bản thân em trước mua sở rẻ, nhưng mà lâu nay thì tất cả các hạng mục là em đều phải online hết. Và cái đấy là cái cách cho tạo cái niềm tin cho khách hàng, anh em có sự tin tưởng thì nó sẽ rất là ok. Cảm ơn anh em, hay là cái gì anh em sức khỏe và nhiều công trình thư giãn để trải nghiệm. Cảm ơn anh em.